Sim, một loại cây thuốc bổ huyết chống lão hóa. Trong đông y, trái sim có vị ngọt, chát, tính bình, có tác dụng hành huyết, chỉ huyết, bổ huyết, hoạt lạc. Cái trái sim thường được dùng trong những cái trường hợp mà suy nhược cơ thể, thiếu máu do là mất máu nè, hoặc là thiếu máu do thai nghén, cái người yếu mệt sau khi có bệnh, suy nhược thần kinh, ù tai hay là di tinh. Ở Việt Nam thì sim là một cái loài cây quen thuộc ở cái vùng đồi núi khắp các tỉnh vùng Trung Du, những cái vùng núi thấp. Trong cái trái sim thì nó sẽ chứa một ít cái protein, chất béo, chất bột đường, chất màu đỏ. Những cái chất ở trong cái trái sim nó là một cái hợp chất màu hữu cơ thiên nhiên, thuộc cái nhóm flavonoid có màu đỏ, màu sắc rất là đẹp và an toàn, có những cái hoạt tính sinh học tốt đối với con người. Nó có khả năng giúp cơ thể chống ung thư, chống oxy hóa, chống tia tử ngoại, chống viêm và chống lão hóa. Và cái trái sim này khi mà kết hợp với một số cái dược liệu khác thì người ta sẽ làm ra một cái bài thuốc về bổ huyết này, bổ thận và bồi dưỡng cơ thể. Cái bài thuốc đó như sau là sim khô, chúng ta sẽ sử dụng 12g. Đậu đen chúng ta sao rồi nha, 16g. Sâm đại hành, sao thơm 12g. Lấy lá dâu non. Cái lá dâu non này chúng ta sao sơ nha, và nấu với nửa lít nước, sắc còn 200ml và chia 2 lần uống trước bữa ăn. Đối với những thai phụ mà bị thiếu máu này, bị suy và những cái người mà suy nhược cơ thể sau khi bị ốm, bị bệnh đó, thì chúng ta sử dụng là sim khô 10 đến 15 đến 20g nha, rửa sạch nấu với nửa lít nước, sắc còn 200ml, chia 2 lần uống trong ngày. Đối với những phụ nữ mà bị băng huyết, thổ huyết thì chúng ta sẽ sử dụng là sim, những cái trái sim khô sao đen, chúng ta tồn tính. Tồn tính có nghĩa sao mà thành giống như là than vậy đó các bạn. Chúng ta nghiền thành bột mịn, cất vào lọ, nút kín để dùng dần. Thì mỗi lần chúng ta sẽ uống từ 12 đến 15g với nước đun sôi để nguội đó. Và cái bột thuốc này còn được dùng để bôi chữa cái vết thương ở ngoài da nữa. Đối với cái bệnh lòi rom hay gọi cách khác là cái trực tràng của chúng ta nó lòi ra ngoài hậu môn đó, thì chúng ta sẽ sử dụng là sim tươi từ 30 đến 60g nha. Mà nếu mà dùng khô thì chỉ 10 đến 20g thôi. Nấu chung với bao tử heo, nêm gia vị vừa ăn, dùng ăn trong bữa cơm. Khi mà chúng ta bị kiết lỵ này, bụng đau quặn, đại tiện nhiều lần mà cái lượng phân nó có máu đó, thì chúng ta sử dụng là sim tươi từ 30 đến 50g nha. Hoặc khô là 12 đến 20g, rửa sạch, sắc với nước uống. Khi uống chúng ta hòa thêm một chút mật ong cho nó có thêm tác dụng nha. Người ta còn chế biến thành rượu sim đó các bạn. Khi mà sim chín thì chúng ta loại bỏ những cái trái hư này, làm thật sạch, cắt bỏ đầu và cho hũ ướp với đường. Thì cứ một lớp sim thì chúng ta sẽ cho một lớp đường bên trên. Tùy nha, chúng ta có thể sử dụng là đường cát, đường trắng hoặc là đường phèn luôn. Sau đó thì chúng sẽ đậy kín lại và đợi đến khi nào mà sim này nó lên men, nó thành rượu là chúng ta có thể lấy ra uống được. Cái nước này thì còn gọi là mật sim nha, uống nó có vị ngọt, hơi chát và hương thơm, nó có một cái hương thơm rất là đặc trưng của cái sim đó. Hoặc là chúng ta sẽ dùng trái sim quả chín rửa sạch để ráo nước xay nhuyễn và ủ lên men với đường cát theo một cái tỷ lệ nhất định trong cái môi trường hiếm khí từ 40 đến 45 ngày. Cái sản phẩm này nó khi sau khi mà nó hoàn thành ấy thì chúng ta sẽ thu được một cái lượng rượu nó giống như là rượu vang á, nó sẽ có nồng độ cồn khoảng là 11,5%. Đối với những cái loại nước mà giống như người ta gọi là rượu sim này thì nó sẽ có tác dụng là hỗ trợ tiêu hóa, giúp cho chúng ta ăn ngon, ngủ ngon, mạnh gân cốt, chống nhức mỏi tay chân, nhất là ở những người cao tuổi, và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể của chúng ta. Và cái lá sim ấy nó còn được kết hợp với một số cái chất khác để chữa về cái bệnh viêm gan khá là tốt nha. Thì trong đông y cái lá sim nó có vị ngọt, chát, tính bình, nó sẽ có tác dụng làm giảm đau, cầm máu, tán nhiệt độc, tiêu mủ sinh cơ, dùng chữa đau đầu, tạ lị, ngoại thương xuất huyết, ghẻ lở, lở loét bàn chân.
thì ngày dùng 12 đến 16 gram lá khô ấy. Còn nếu mà dùng tươi thì chúng ta sử dụng là 25 đến 30 gram tươi nha, chúng ta sắc uống. Cái lá sim được sử dụng để chế biến thành thuốc cao dùng để chữa bỏng, nó có kết quả khá là tốt. Cái cao lá sim không có gây sốt, giảm đau nhanh, chống loét lây lan, làm vết thương của chúng ta sạch khô và mau lành. Đối với cái cách làm này thì chúng ta sẽ làm như sau, là sử dụng lá sim là 1 kg nha. Rửa sạch, sơ chế sạch, sau đó chúng ta nấu với 20 lít nước, nấu nhiều lần rồi cô thành khoảng 250 gram cao đó các bạn. Và chúng ta sử dụng cái cao này để bôi nhiều lần vào cái chỗ bỏng đó, thường chỉ dùng khoảng 10 đến 12 ngày là nó sẽ có kết quả nha. Và nó còn cái cây sim này nó còn sử dụng cái nụ sim đó các bạn. Nụ sim thì nó có chứa những cái chất để chữa bệnh, thì trong đông y cái nụ sim nó sẽ có vị ngọt, chát, tính bình, có tác dụng làm cầm máu, trừ nhiệt độc, tiêu mủ, trị tả, dùng để chữa tiêu chảy kiết lỵ. Thì chúng ta sẽ sử dụng là 8 đến 10g mà chúng ta sắc uống nha. Dùng ngoài còn cái nước nấu nước cô đặc á, thì chúng ta sẽ rửa vết thương, vết loét. Khi mà bị tiêu chảy do lạnh đấy các bạn, chúng ta sẽ sử dụng là nụ sim từ 8 đến 10g. Gừng tươi nha, gừng tươi thì chúng ta sẽ nướng cháy xém cho cái vỏ bên ngoài. Củ riềng, củ sả, tất cả sao chín nấu với nửa lít nước. Chúng ta sắc chỉ còn là 200ml nước thôi, chia 2 lần trước bữa ăn. Và khi mà bị tiêu chảy do nhiệt á, thì chúng ta có thể sử dụng cái nụ sim nha. Nụ sim thì từ 8 đến 10g. Cái búp chè 12 đến 16g. Hai cái thứ này chúng ta rửa sạch, nấu với nửa lít nước và sắc chỉ còn 200ml nước. Chúng ta cũng chia 2 lần uống trước bữa ăn. Ngoài ra thì từ cái cây sim người ta sẽ sử dụng cái rễ sim để chữa bệnh đấy các bạn. Cái rễ sim thì nó có vị ngọt, hơi chua, tính bình, tác dụng khu phong, trừ thấp, hoạt lạc, cầm máu, thường được dùng để chữa phong thấp, đau nhức các khớp xương, đau lưng, viêm gan truyền nhiễm, lỵ, viêm dạ dày hay là ruột cấp tính, ăn uống không tiêu hay là băng huyết hoặc là lòi gom nha. Thì ngày dùng chúng ta sẽ sử dụng 15 đến 30 gram khô sắc uống. Và dùng ngoài là chúng ta sao cháy tồn tính, làm giống như thành than đó các bạn, tán thành bột mịn, trộn với dầu mè đắp để chúng ta chữa bỏng nha. Đối với cái bệnh viêm gan truyền nhiễm và cấp tính đó, thì chúng ta sử dụng là cái rễ sim khô là 30g, nấu với 500ml nước, chúng ta sắc chỉ còn 200ml thôi và chia 2 lần uống sau những cái bữa sau bữa ăn. Và cái liệu trình này nó kéo dài trong 20 ngày nha. Nếu mà vàng da nặng thêm các dược liệu là cốt khí cổ, nhân trần, bạch hoa xà, thiệt thảo mỗi thứ là 15g. Kê cốt thảo 30g nấu với 700ml nước, chúng ta sắc chỉ còn 300ml thôi và chia 2 lần uống sau bữa ăn. Khi mà chúng ta bị phong thấp hoặc là các khớp xương nó đau nhức thì chúng ta sử dụng cái rễ sim khô là 60g, sắc lấy nước hòa với một ít rượu để uống.